cái lợi ích lớn nhất của chiếc màn hình Android thay thế cho màn hình zin đấy không phải là cái tính năng giải trí các bác ạ. Đấy, và đấy nó là khi mà các bác thay thế màn Android ấy, cái tính năng mà lợi ích nhất đấy là cái phần bản đồ cảnh báo tốc độ. Đấy, các bác có thể thấy đây, với chiếc xe VinFast Lux SA này đã được thay thế bằng cái màn hình Android kèm cam 360. Đấy. Đây, các bác thấy cam 360 này. Quá là sắc nét luôn đúng không? Đấy. Bên trái bên phải này, đúng không? Đấy. Ngoài cái vấn đề mà nó xóa mọi điểm mù cho mình này thì nó có cái tính năng đó là cái bản đồ này. Đây là đang là bản đồ Việt Map Line nha các bác nhé. Đấy, có cảnh báo tốc độ này. Đấy, các bác có thể thấy là với những cái dòng bản đồ như thế này thì khi mà các bác di chuyển thì không lo về bị quá tốc độ hoặc bị bắn tốc độ nó ngỗ. Đấy, khi mà chỉ tạo lộ trình chỉ cần bấm giọng nói ở trên này thôi, chỉ cần chạm giọng nói phim vô lăng là các bác ra lệnh bằng giọng nói là cái màn này nó tự nhận lệnh và nó thực hiện, nó tạo lộ trình cho mình. Đó. Các bác mình sẽ bớt được đi các bác mua một cái cam hành trình mà có cảnh báo tốc độ chẳng hạn ở trên này đúng không? Đấy, nó cũng rơi vào tầm vài triệu trở lên, 3-4 triệu trở lên thì các bác mới có cái cam hành trình có cảnh báo tốc độ như thế này. Nhưng mà mình không nhìn được cái lộ trình của mình đi. Đó. Nhưng mà các bác mà thay thế màn Android này, đó là nó đã kèm cái bản đồ có cảnh báo tốc độ cho mình luôn. Đấy, chứ không phải là các bác chỉ nghe mỗi nhạc ở trên YouTube mà, đúng không? Hoặc là xem phim giải trí trên đấy đâu. Đấy, và nó có cái lợi ích nhất khi mà thay màn Android đó là cái phần cảnh báo tốc độ này. Đây, mình không thích thì mình có thể đi bằng bản đồ Navitel hoặc là có thể đi bằng Google Maps. Đấy, đây. Nó sẽ hiển thị trên này đúng không? Đấy. Thằng này có sẽ có rất nhiều cái bản đồ cho mình lựa chọn, đúng không ạ? Đấy. Và nó cảnh báo ra loa, nó nói ra loa luôn. Đấy, chứ không phải là các bác sử dụng bằng cái giá đỡ kèm điện thoại đúng không? Đây, thích đi Google Maps giống điện thoại đúng không? Đấy. Đấy. Cái này là giống điện thoại chưa? To chưa? Nhưng mà có cảnh báo ra loa mà các bác vẫn làm được việc khác bình thường đúng không ạ? Đấy, chạy ẩn chia đôi màn hình. Đấy, mình có thể chia đôi màn hình. Mình dùng hai cái ứng dụng khác nhau luôn đúng không? Đấy, vừa có thể nghe nhạc, vừa nghe nhạc, vừa có bản đồ luôn. Đấy, rất là tiện luôn.